Hello, xin chào mọi người. Đây, các bạn thấy gì không? Xanh xanh này. Hôm nay mình đi câu đêm nha. Trốn giờ đi câu đêm. 2 thằng trước giờ đi câu đêm. Hai thằng trốn giờ đi câu đêm. Đi với Thanh Nguyễn. Nghe nói đi câu đêm săn Hugo. Thấy anh em lên Hugo dữ lắm. Đợi kết quả nha, hy vọng tới sáng sẽ có cái cho các bạn xem. Thạch đỉnh cá các bạn, cố lên cho nổi đầu lên đó. Bây giờ giờ con này cũng nhỏ, đường cao đây. Đã có Hugo vô coi đã, coi cá coi cá. Con đầu tiên vẫn tưởng lơ đầu tiên hoài. con cá bự đầu tiên Các bạn đầu tiên em các bạn đấy, đi sang đêm được cá này hình như là bự bự rồi đó. Đó, có tương lai, tiếp tục thôi. Nãy giờ tính lòng cá sát ăn không à? Nghiệp nhà ta hả? À, tiếp tục chờ đợi thôi. Lên thề các bạn ơi. Cho nó nổi lên rồi ta. Đi từ nhỏ nữa. Đó, Nãy giờ chị đó, cho nó nổi đầu lên cho ta. Ôi, Cá cốc. cá cốc cá bá luôn. Khoan từ từ, có đang sâu không? Sâu thì dở lên luôn. Cá cốc các bạn. À, này, từ từ. Đấy thì lấy giờ. Ngon ngon. Cái cảm biết đó. Xong thì gấp lại. Rồi lên hai. Con này coi. Con này cũng bự à. Rồi im. Hay. Thành hay quá. Rồi ngon ngon. Cũng có thành quả rồi, chỉ thiếu Hugo thôi. Cứ bình tĩnh, đây đây sáng lâu lắm rồi. Ngon các bạn ơi. Yeah. Đầu con cá đi cá các bạn ơi, nó lắm dạy dữ chưa. Đầu hôm sớm mai nó mới dính hàng. Ngủ quá vậy các bạn ơi. Đó, cá mè bự chưa? Thức khuya, thức đêm không quen. Mang tiếng đi câu đêm chứ lên câu chút tới 11, 12 giờ cái ngủ mới dậy. À, giờ này bình minh sáng rồi. Bình minh đã lên rồi. À, sáng chừng. Chung là anh em đi săn này cũng có được mớ Hugo. Nhưng mà Hugo này không có bự. Im lắm đây, to đùng. Thanh lên hàng, lên hàng. Cá to, cá to, cá to. Cá to. Dạ đây. Dạ đây. Trời ơi. Trời ơi. Ôi, Hugo, Hugo, Hugo.
vô. Đấy. Đừng có dở quá, hạ xuống chút. Vô. Ê các bạn. Ô go. Ngon ngon. Mày ơi. Ông ơi. Ngon ngon. Buổi sáng nha. Quá đã. Cái kết đẹp. Không cũng công chuyến đi đi mà. Thấy biếu nhẹ 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 là yên lắm à. Không cái này đi. Quá trời đã. Con này tầm 3 kg à. Im. Quá im. Dạ sao các con. Im 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 im. Nó vụt cái ấy rồi. Phiếu à, ơi. Chẳng phiếu. Ngon. Thành nữa này trúng giờ đi câu thành công. Ngon rồi. Quá trời. Mới mời ướt cái nó có. Mới dính con cá mè chưa kịp gỡ. Quá đã quá đã. Chẳng phiêu. Câu thì tối qua đến giờ nhưng mà tối quá cái quay không thấy gì nên ít quay. Quá đẹp ơi. Hình quá hay. Đây là về tới khu du lịch Vĩnh Sang này. Giờ cũng khoảng 7 giờ cũng chuẩn bị về. Bự quá làm nổi không? Rồi cho nó quậy. Chân phiếu. Ngon ngon. Đã. À, chào các bạn nha. Giờ cũng 9 giờ sáng rồi. Vậy là vừa đúng 12 tiếng. Hôm thả cần khoảng 9 giờ. Và sau một đêm câu, đây là kết quả của mình. Cũng được các cha, các cha, cái mè, cái xá. Cũng không to lắm. Chứ mà săn Hugo mình chưa thành công. Rồi giờ mình xem anh Thanh nha. Hồi nãy thì quá dữ. Rồi. Con cá này thì sẽ khoảng 3 kg dài sọc luôn. Khoảng nửa thước. Cá cha. Cha đây đây con cũng lớn rồi các bạn. À, con cá cóc nè, các bạn thấy cái cá cóc chưa? Thì anh săn Hugo. Cá mè hết nhưng mà cha bự, cóc bự. Vậy là anh em tôi đi câu đêm cũng khá thành công. Khá thành công. Rồi, vậy là thu dọn xong hết rồi. Trốn đi được. Lần sau trốn nữa không? Không. Lần sau xin nha, xin giờ đi ha. Rồi, chào các bạn nha. Tạm biệt. Rồi. Đuôi.